Chào tất cả các bạn đến với chuyên mục sản phẩm mỗi ngày của shop công nghệ TND. Tại địa chỉ 300 Thái Hà, hôm nay shop mình đã giới thiệu một chiếc laptop chơi game cao cấp của hãng Dell. Như các bạn nhìn thấy đây là chiếc 3560. Bạn nhìn, máy vẫn được làm bằng vỏ nhôm nguyên khối. Được nâng cấp lên từ dòng 3450, 3550. Các bạn nhìn, máy được thiết kế bát như này. Với hai cổng USB 3.0, cổng sạc và cổng VGA. Đây là khe tản nhiệt của máy. Đây là đầu độc thẻ. Các bạn nhìn thấy đây là một chiếc đầu độc đĩa và hai cổng USB 3.0. Máy nó hoàn toàn không có cổng USB 2.0 nữa mà thay vào đấy là tất cả cổng 3.0. Với màn hình được thiết kế 15,6 inch. Các bạn nhìn là bàn phím có backlight, chúng ta có thể dùng làm việc buổi tối. Các bạn nhìn, buổi sáng được, nó làm việc rất là thuận tiện. Mình sẽ kiểm tra cấu hình của máy bây giờ. Như các bạn nhìn thấy là mái sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ 2 3230 cũng khá là cao, 2.60, dòng cao nhất của dòng i3 hay i5 thế hệ 3. RAM của máy là 4GB 1600. Máy sử dụng hai cặp màn hình. Đây là chiếc cặp màn hình HD Graphics, như các bạn nhìn thấy có phải VRAM 2267 MB. Mình sẽ kiểm tra dung lượng ổ cứng và chiếc cặp màn hình ở bên trong. Như các bạn nhìn thấy đây là chiếc camera đây. Và đây có thêm một chiếc nữa là bảo mật vân tay. Đây các bạn nhìn thấy là chiếc AMD Radeon 7600. Các bạn lưu ý là máy dùng 2K, từ khi chạy các ứng dụng nhẹ thì máy sẽ dùng chiếc HD Graphics 4000 này để giảm thiểu rủi ro của card và làm mát máy. Khi chúng ta sử dụng các chế độ đồ họa hoặc xem phim nặng thì sẽ chuyển sang cái cặp màn hình rời. Máy được sử dụng ổ cứng 500GB. Với một chiếc cặp màn hình 2GB như này với bàn phím sáng, màn hình 15.6 chống lóa thì chúng ta có thể làm việc hoàn toàn thoải mái, chơi game ok. Mình sẽ kiểm tra chiếc loa. Đây các bạn có nhìn thấy hai loa bên dưới cho âm thanh khá là tốt. Máy còn nguyên ra của MC với giá bán 12 triệu đồng. Máy được hành 3 tháng là shop công nghệ 300 Thái Hà.